Chào các bạn, đây là bản tin nhận định thị trường hàng hóa cho thị trường hàng hóa được thực hiện bởi FTV Hàng hóa 24. Chúng tôi thực hiện những cái bản tin này vào giữa tuần khi mà có những cái thông tin cập nhật về thị trường hay là những cái diễn biến đáng chú ý của thị trường. Hôm nay thì đã là tối ngày thứ năm rồi, nhưng mà trong các bạn thấy là từ đầu tuần chúng ta có những cái diễn biến, nhưng mà hôm nay chúng ta có những cái diễn biến nó đáng chú ý hơn. Đặc biệt đó là ngày hôm qua khi mà Mỹ họ công bố cái chỉ số CPI tăng hơn mức dự đoán. Cộng với đó thì hôm nay những cái thông tin từ nhóm ngành ngân hàng của Mỹ thì đã khiến cho cái thị trường chứng khoán của Mỹ giảm điểm khá là mạnh. Như các bạn có thể thấy đấy, tại thời điểm này thì chứng khoán Mỹ, ví dụ Dow Jones, S&P 500 thì đều giảm khoảng 1,7-1,8%. Dow Jones đã khoảng giảm khoảng 600 điểm. Cùng với đó thì giá dầu của chúng ta thì cũng đang giảm rất là mạnh. Khi mà giá dầu Brent và dầu WTI đều giảm xuống dưới một mức 100 đô la. Hiện tại cái thời điểm này thì dầu Brent đang giảm xuống dưới mức 100 đô la. Dầu WTI thì cũng giảm xuống dưới cái đường khoảng 91, 92 đô la, tức là khoảng cái đường trung bình 200 ngày đây. Xu hướng hiện nay thì hầu hết các mặt hàng đều ở trong cái xu hướng giảm giá, trừ sản phẩm là sản phẩm khô đậu tương. Đây là sản khô đậu tương, giá vẫn ở trên cái đường trung bình 50 ngày và đường trung bình 200 ngày. Đấy. Còn các sản phẩm từ nông sản cho tới nguyên liệu công nghiệp, các sản phẩm thuộc nhóm kim loại đều giảm rất là mạnh. Đấy. Tuy nhiên là tại cái thời điểm này thì tôi nhận thấy rằng là cái việc mà chúng ta mà bán đuổi các sản phẩm trong cái giai đoạn này nó sẽ tiềm ẩn nhiều rủi ro hơn là những cái lệnh mua. Có lẽ có lệnh mua cái giai đoạn này nó hơi đi ngược lại cái xu hướng một chút, nhưng mà tôi như thấy rằng là nó có nhiều cái khả năng giúp chúng ta tìm kiếm lợi nhuận hơn là các sản phẩm, là các lệnh bán. Thông thường thì tại những cái giai đoạn này theo cái xu hướng điều chỉnh như thế này thì tôi thường khuyến nghị quý nhà đầu tư là chúng ta hoặc là không tham gia thị trường hoặc là bán theo cái chiều giảm giá. Tuy nhiên trong cái đợt giảm giá mạnh như này tôi nhận thấy là các sản phẩm hầu như là đang chạm xuống với cái vùng hỗ trợ. Cũng với đó thì là một vài cái thông tin từ cái sản phẩm dầu đấy, cũng đưa cái sản phẩm này về một vài cái vùng hỗ trợ, thì chúng ta có thể quan sát và mở những cái lệnh mua tại những cái vùng này. Đây là cái giai đoạn mà tôi mạnh dạn cho rằng là có thể chúng ta có thể mở các lệnh mua. Ví dụ như là các sản phẩm chúng ta có thể tham gia các sản phẩm như là dầu micro hoặc là sản phẩm dầu đậu tương. Đấy, khi mà giá dầu phục hồi lên thì tôi cho rằng sản phẩm dầu đậu tương này nó cũng sẽ phục hồi. Các sản phẩm như là ngô hay là lúa mì thì cũng điều chỉnh về cái vùng đáy cũ này, cái đáy cũ của cái tuần trước. Đấy thì chúng ta có thể mở mua những cái sản phẩm này. Đấy. Lưu ý một vài sản phẩm, ví dụ như là cả sản phẩm ví dụ như cà phê Arabica hiện nay đang rơi rất là mạnh, thủng đáy trước đó rồi thì chúng ta hạn chế là bắt đáy, hay là các sản phẩm như là kim loại bạc cái đồng thì chúng ta không bắt đáy, cái sản phẩm này rơi quá nhanh và quá mạnh. Đây, các sản phẩm rơi trên mức 3% thì chúng ta hạn chế là mua. Còn đâu các sản phẩm mà có cái mức điều chỉnh nó vẫn chưa cao và đang có dấu hiệu rút chân phục hồi thì chúng ta có thể mở mua. Đấy. Trong đó thì tôi ưu tiên với quý nhà đầu tư chúng ta có thể tham gia các sản phẩm như là đậu tương này, dầu đậu tương này, ngô hoặc lúa mì đấy, hoặc là sản phẩm đường đấy, cũng hiện nay cũng đang duy trì ở trên cái mức giá trung bình 50 ngày. Đường hiện nay trong cái tuần này thì có cái nhịp phục hồi khá là rõ thì chúng ta có thể mở mua đấy. Tuy nhiên phải lưu ý là bất kỳ cái lệnh mua nào thì do chúng ta đang giao dịch là ngược xu hướng một chút, cho nên là chúng ta đều phải sử dụng những cái lệnh dừng, những cái lệnh STP để cho nó phù hợp. Nếu mà khi mà giá có cái nhịp phục hồi thì chúng ta có thể giữ hoặc là bán khi chủ động bán khi mà có phần lợi nhuận. Tuy nhiên đấy, nếu mà giá có thể quay đầu và điều chỉnh mạnh hơn, trong trường hợp ví dụ giá dầu rơi sâu hơn chẳng hạn đấy, thì nó sẽ nguy hiểm cho tài khoản chúng ta, và chúng ta vẫn nên và chắc chắn phải sử dụng những cái lệnh dừng, ví dụ như là lệnh dừng STP hoặc là lệnh dừng STL. Đấy. Còn nếu trong trường hợp là giá chạm những cái vùng như thế này và phục hồi, hiện nay tôi thấy là có những cái dấu hiệu mà giá đã tạm dừng điều chỉnh rồi đấy, thì quý nhà đầu tư hoàn toàn có thể bắt đầu mở những cái lệnh mua đấy. Chúng ta có thể mua
đối với các sản phẩm lúa mì, sản phẩm nông sản thì chúng ta có thể tham gia hợp đồng bình thường, còn đâu các sản phẩm năng lượng chẳng hạn thì chúng ta có thể tham gia với cái sản phẩm với cái hợp đồng micro để cho nó quen, và khi mà chúng ta có kinh nghiệm giao dịch tốt rồi thì có thể giao dịch và sử dụng những cái hợp đồng nó khối lượng lớn hơn 100 hoặc là 1.000 thùng dầu. Đấy, chúc quý nhà đầu tư giao dịch thành công.